Song Hye-kyo bị dân Hàn quay lưng vì để lộ ảnh cưới với Lee Min-ho. Sau khi ly hôn với Song Joong-ki, Song Hye-kyo trở thành sao nữ độc thân đắt giá của K-pop. Thời gian gần đây, nữ diễn viên liên tục được gán ghép với nam diễn viên Lee Min-ho. Dù chưa đóng chung phim, thế nhưng cặp đôi vẫn được khán giả đẩy thuyền hẹn hò nhiệt tình vì ngoại hình quá đẹp đôi, lại cùng là những ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc. Mới đây, cư dân mạng đã được fan đứng ngồi không yên khi xuất hiện một bức ảnh cưới của Lee Min-ho và Song Hye-kyo. Bức ảnh có màu đỏ chủ đạo với bộ trang phục cưới truyền thống được thiết kế cực tỉ mỉ. Tuy nhiên, ngay lập tức cư dân mạng đã nhận ra đây thực chất chỉ là sản phẩm của Photoshop mà thôi. Bộ trang phục cưới cũng được nhận xét là giống hỷ phục của Trung Quốc. Có vẻ như vì quá mong đợi Song Hye-kyo và Lee Min-ho hợp tác hoặc hẹn hò nên fan couple đã Photoshop ảnh của họ. Điều này khiến nhiều người hâm mộ cực kỳ thích thú. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn có ý kiến bày tỏ đây là hành động có phần không tôn trọng Song Hye-kyo và Lee Min-ho. Bản thân hai ngôi sao cũng không muốn bị gán ghép một cách thái quá với nhau. Đây không phải lần đầu cặp đôi được fan ghép ảnh. Trước đó không lâu, trên mạng xã hội Twitter, khán giả lan truyền loạt khoảnh khắc Song Hye-kyo và Lee Min-ho tay trong tay, mặc đồ đôi tại sân bay. Tuy nhiên không lâu sau đó, nhiều fan lâu năm của Song Hye-kyo và Lee Min-ho đã tràn vào phủ nhận thông tin này. Họ cho biết đây chỉ là ảnh ghép mà thôi, thực tế cả hai không có lịch trình chung nào. Còn nhớ hồi tháng 9 năm ngoái, Song Hye-kyo và Lee Min-ho từng làm dậy sóng cộng đồng mạng khi cùng tham gia một sự kiện ở nước ngoài, được xếp chỗ ngồi cạnh nhau. Hai ngôi sao đình đám Hàn Quốc khiến các fan phải xuýt xoa vì nhan sắc và thần thái quá xuất chúng. Khoảnh khắc Song Hye-kyo và Lee Min-ho thân thiết chụp ảnh cùng nhau càng khiến fan couple đẩy thuyền nhiệt tình hơn nữa. Hiện tại có rất nhiều khán giả bày tỏ mong muốn thấy Song Hye-kyo và Lee Min-ho hợp tác trong một dự án phim trong thời gian tới. Dù vậy, khả năng này được cho là không cao khi hai ngôi sao không hề có động thái tương tác nào với nhau trong suốt thời gian qua. Giữa lúc Song Hye-kyo được công chúng ghép đôi với đàn em thì bộ phim The Glory do cô đóng chính bất ngờ gặp biến căng, bị thất sủng tại quê nhà. Theo đó, Taxi Driver 2 với sự tham gia diễn xuất của Lee Ji-hong, Park Yoo-jin, Shin Jae-ha mặc dù đã kết thúc được một khoảng thời gian nhưng sức nóng vẫn duy trì ở mức cao, không hề có dấu hiệu sụt giảm, liên tục thống trị nhiều bảng xếp hạng phim truyền hình lớn nhỏ tại Hàn Quốc cũng như trên toàn thế giới. Theo số liệu mới nhất của WikiTree Hàn Quốc, Taxi Driver 2 đã vượt mặt nhiều dự án nổi tiếng như show âm nhạc sống còn trên TV Joseon, Short 2 và The Glory của Song Hye-kyo, Lee Dong-hyun trở thành chương trình truyền hình được yêu thích nhất tại Hàn với số phiếu bầu cao nhất 5,2%. Taxi Driver không chỉ nhận được nhiều yêu thích từ khán giả nhờ nội dung hấp dẫn, kịch tính, đề tài báo thù mới lạ mà còn ghi điểm nhờ kỹ năng diễn xuất đa dạng, linh hoạt, nhạc nào cũng nhảy của nam chính Lee Ji-hoon cùng dàn cast thực lực. Cũng chính thành công vượt ngoài mong đợi ở cả hai mùa, dân tình đều đang rất ngóng chờ bộ phim sẽ tiếp tục quay thêm phần 3 để giải quyết những vấn đề còn tồn động được nhắc tới ở tập cuối mùa 2. Chính phía nhà sản xuất cũng đã bật mí về kế hoạch sản xuất phần mới, song chưa ai có thể chắc chắn về sẽ giữ nguyên được dàn cast hay không. Khi mà lịch trình của các diễn viên khá dày đặc, về phía dự án phim của Song Hye-kyo, đây cũng là một trong những tác phẩm ăn khách nhất màn ảnh Hàn thời điểm cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Sự chuyển hình trong vai diễn lần này của mỹ nhân họ Song được dân tình đánh giá khá cao. Đa phần đều cảm thấy cô đã quyết định đúng đắn khi lựa chọn The Glory để tái xuất. Trong cuộc khảo sát lần này của WikiTree, The Glory nhận được số phiếu bầu chọn là 3,6%.